130.000 đô la Mỹ của hacker nguy hiểm nhất thế giới, chú rể bị truy lùng với giải thưởng 5 triệu đô la Mỹ, giấu mặt trong mọi khung hình lễ cưới. Những hình ảnh bị dò dỉ về đám cưới xa hoa của một người đàn ông Nga được Anh và Mỹ gán mác là tội phạm mạng, nguy hiểm nhất thế giới mới xuất hiện gần đây đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Maxim Iakubes, 32 tuổi, người từng bị buộc tội lừa gạt người Anh hàng trăm triệu đô la Mỹ, đã kết hôn với con gái của một sĩ quan cao cấp đã nghỉ hưu của Nga, đám cưới xa hoa của cặp đôi ước tính trị giá 330.000 đô la Mỹ. Maxim Iakubes, được mệnh danh là tội phạm mạng nguy hiểm nhất thế giới, khuôn mặt của chú rể không xuất hiện trong cảnh quay hay hình ảnh của lễ cưới. Thậm chí, tuần trước chính quyền Mỹ đã treo thưởng 5 triệu đô la Mỹ để có thông tin hữu ích để có thể bắt giữ Maskim. Đây là khoản tiền thưởng cao nhất từ trước đến nay đối với một nghi phạm mạng của chính quyền Mỹ.